nhiều khách hàng thắc mắc là cái chất liệu gỗ đinh thối này thì nó có thối hay không. Tuy nhiên thì tôi đã kiểm tra và cũng đã ngửi thử rồi thì là nó không thối quý vị nhá. Đây chỉ là tên gọi của loại gỗ này thôi. Chất liệu gỗ này thì là cực kỳ là quý hiếm và không cong vênh hay là mối mọt, cực kỳ bền theo thời gian. Vâng, cơ sở đồ gỗ Túc Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu tháng 9 năm 2020. Trong video clip ngày hôm nay, trong buổi sáng ngày hôm nay thì ngày em xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một siêu phẩm chất liệu gỗ đinh thối, bộ bàn, đây là bộ bàn ghế nghê bảo đỉnh tay cột 16, bao gồm có 11 món chất liệu gỗ đinh thối. Đây trước mặt quý vị, đây là hình ảnh tổng thể bộ ghế đây. Quý vị thấy là cực kỳ là to và đồ sộ. Hàng cực kỳ là VIP quý vị nhá. Chất liệu gỗ đinh thối chọn vân. Tôi xin nhắc lại, đây là bộ ghế chọn vân và hàng này là hàng độc đáo, hàng đặc sắc, rất là hiếm trên thị trường. Tôi xin nhắc lại là rất là hiếm trên thị trường. Và nó độc đáo và đặc sắc ở chỗ nào thì ngay sau đây thì tôi sẽ xin mời quý vị cùng bớt chút thời gian để cùng tôi tìm hiểu và khám phá bộ ghế này. Đây là hình ảnh tổng thể bộ ghế này, bao gồm có 11 món. Bộ ghế này tay cột 16 và đục theo mẫu là mẫu nghê đỉnh, mẫu đẹp nhất hiện nay của chúng tôi đây. Trước tiên thì tôi xin giới thiệu chi tiết hơn về tổng thể hai chiếc ghế dài này. Đây là tổng thể hai chiếc ghế dài quý vị nhá. Quay tổng thể chiếc ghế dài này. À tôi xin lỗi, đây là tổng thể của chiếc ghế nhỏ này. Quay tổng thể đã. Máy quay quay tổng thể đã. Chiếc ghế nhỏ này có kích thước là chiều ngang là 97 và sâu là sâu 68 quý vị nhá. Chiều ngang là 97 và sâu là 68. Theo phần khuôn tranh. Còn phần tay ghế đây, phần tay ghế, phần cột ghế này là kích thước là cột 16 quý vị nhá. Kích thước là cột 16. Đây là mẫu trương ghế, là mẫu trương ghế chạm nghê. Trương ghế chạm nghê cực kỳ đặc sắc. Đây máy quay có thể quay lại gần và quay chi tiết cái phần trương ghế này. Quý vị này, quý vị để ý được cái phần trương ghế chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay. Đục chạm thủ công bằng tay từng đường nét của chúng tôi này. Chi tiết sắc nét, quay gần chi tiết sắc nét, kể cả từng cái răng của con nghê này quý vị này. Đấy, lướt máy nghiêng một góc mà quý vị thấy được cái phần răng, chi tiết phần răng của con nghê quý vị này, cực kỳ sắc nét luôn, được những người thợ hàng đầu của chúng tôi chạm khắc lên. Đây, từng cái ánh mắt hay là cũng như là từng cái xoáy ở trên đầu con hổ phù này. Vách ghế chúng tôi là vách ghế chạm tam lân vần cầu. Đấy, phần khuôn tranh này cực kỳ là dày dặn luôn. Còn về cái phần gỗ này quý vị này, phần gỗ này là phần gỗ đinh thối và chọn vân quý vị nhá. Cái phần mặt ghế này, mặt ghế liền một tấm quý vị này, mặt ghế liền một tấm này. Đó, máy quay ra góc này quay này, máy quay đứng góc này thì quay được cái phần tay ghế này quý vị này. Cái phần tay ghế chúng tôi là tay ghế liền khối, liền khối và được đục nghê cả con quý vị nhá. Đây này, cái sản phẩm của tôi là toàn bộ một khối gỗ liền và được đục chạm nghê cả con. Còn những cái sản phẩm thông thường, sản phẩm bình dân là chúng ta thường ghép ở chỗ này thì sẽ tiết kiệm gỗ. Tuy nhiên là cái sản phẩm của tôi là liền khối nên là rất là giá trị, cũng như là cái chất liệu gỗ đinh thối quý vị này. Chất liệu gỗ đinh thối hiện tại thì là rất là hiếm trên thị trường. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cái phần về cái phần chân dưới này. Phần chân dưới cũng như phần niêm vệ này. Thì là cái chân của chúng tôi này, là chân là đục chân nghê, đầu nghê, đầu nghê và chân xoáy quý vị nhá. Và chân là chân 16, cực kỳ là to. Yếm là yếm hoa lá tây. Đó là cái phần chi tiết của cái chiếc ghế nhỏ này. Đi vào bên trong này thì có một chiếc đôn kẹp ghế này, có kích thước là 50x60 quý vị nhá. 50x60 và toàn bộ là vân gỗ, là vân chun tự nhiên đây. Đó, thì chiếc ghế trong này cũng vậy. Thì lướt qua một chiếc ghế trong này phần vân gỗ thôi. Còn chi tiết thì tôi đã giới thiệu những chiếc ghế ngoài là cái phần chi tiết rồi. Đây, phần vân gỗ quý vị này. Cái điểm đặc sắc của cái bộ ghế này là cái phần gỗ chúng tôi là phần gỗ chọn vân. Ok, phần gỗ chọn vân cực kỳ là VIP. Tiếp theo, bên trong này có chiếc ghế dài. Quay tổng thể chiếc ghế dài. Đây, chiếc ghế dài quý vị này. Chiếc ghế dài này có kích thước là 2m33 quý vị nhá. 2m33 và sâu là 68. Sâu 68 theo phần khuôn tranh. Toàn bộ vách này, vách này của chúng tôi là đục tam lân vần cầu và cực kỳ là dày cũng như là sâu quý vị nhá. Cực kỳ là dày cũng như là sâu đây quý vị này. Quý vị này, tam lân vần cầu quý vị nhá. Và đục rất là sâu. Tôi xin nhấn mạnh là đục rất là sâu. Hai bên thì có đục nghê và bầu rượu và giải lụa. Đó, phần trương đây. Tôi sẽ đây, tôi sẽ giới thiệu bắt đầu từ phần tay này. Phần tay này, phần tay này, đó, phần tay này. Gỗ là chọn lọc cực kỳ là đẹp. Tiếp theo phần cột quý vị nhá. Cái phần cột này. Phần cột này vân gỗ này, vân gỗ cực kỳ là VIP luôn. Đây. Xa ra một chút này. Quay xa xa một chút này. Đây,
Đây là phần trương này. Quý vị lướt qua phần trương này có thể thấy được này. Phần trương này cực kỳ là đẹp luôn nhé. Bộ ghế này thì là tay cột 16 và kích thước thì khá là khủng nên là cảm giác ngồi là cực kỳ là VIP nhé. Quý vị nhé. Đây, tiếp theo máy quay sang bên này thì quay tiếp phần cái ghế con bên này. Thì quay rộng ạ. Nhiều khách hàng thắc mắc là cái chất liệu gỗ đinh thối này thì nó có thối hay không. Tuy nhiên thì tôi đã kiểm tra và cũng đã ngửi thử rồi thì là nó không thối quý vị nhé. Đây chỉ là tên gọi của loại gỗ này thôi. Chất liệu gỗ này thì là cực kỳ là quý hiếm và không cong vênh hay là mối mọt, cực kỳ bền theo thời gian. Đó, quý vị hoàn toàn yên tâm nhé. Đây, tôi sẽ ngồi thử vào chiếc ghế này. Chiếc ghế này hiện tại là tôi đang cao 1m7. Chiếc ghế này thì là có kích thước là tay cột 16 nên là tôi ngồi thì còn rất là rộng rãi cũng như là thoải mái quý vị ạ. Cực kỳ là rộng rãi cũng như thoải mái và cảm giác như là một vị vua ấy. Cảm giác như ngồi chiếc ngai vàng ấy. Thì đây, ngoài ra còn chiếc bàn là chiếc bàn này. Chiếc bàn này của chúng tôi là có kích thước là 1m77 theo chiều dài, chiều ngang là 97. Mặt bàn của tôi là mặt bàn liền tấm một lá quý vị nhé. Mặt bàn liền tấm một lá, vân gỗ là vân chun tự nhiên. Ngoài ra thì bàn này hai bên là đều có ngăn kéo hết. Hai bên đều có ngăn kéo hết. Đây, phần mặt bàn đây, phần chân đây, phần gỗ đây. Đó, tôi giới thiệu tổng thể chi tiết cho mọi người. Đây, hai chiếc đôn nhỏ này có kích thước là 45x45. Tổng thể thì là bộ ghế này bao gồm có 15 món. Đây, tôi quay lại một lần nữa tổng thể của bộ ghế này, quay hết tổng thể bộ ghế này cho quý vị xem được cái sự đồ sộ của nó như thế nào. Chúng ta sẽ cần một phòng khách có chiều rộng chừng 5m nhân khoảng độ 7m thì mới kê vừa được bộ ghế này quý vị nhé. Hàng cực kỳ là VIP cũng như là đặc sắc. Hàng tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là hàng này rất hiếm trên thị trường nha quý vị nhé. Chất liệu gỗ đinh thối mà là điểm đặc biệt là đinh thối nhưng lại chọn vân, là giá thành cũng khá là cao. Còn quý vị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình này là 0987 510 816, website là đồ gỗ tùng 8.com. đó, chúng tôi thì là có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu những cái sản phẩm hàng VIP như vậy. Quý vị yêu mến thì có thể like và bấm đăng ký kênh tôi. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những cái video clip về đồ gỗ nội thất cũng như là về gỗ tự nhiên. Đó, rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết video clip này. Ok, xin chào mọi người.